Đấy rồi, cặp đấu đầu tiên. Yeah. Như vậy là một cái cặp đấu rất là căng. Anh Khôi đánh giá nhau về Việt Anh trong cái cặp đấu đầu tiên. Anh cầm cái gì ấy? em cún. À vâng, như vậy là linh vật. linh vật hỗ trợ của đồng đội. Vâng, có đồng đội. Đây là cái màn 1v1 nhưng mà anh vẫn cố lôi đồng đội vào. Anh Khôi ạ. Sau cái ngày thi đấu 3-3 vừa rồi thì mình đã có những thời gian chuẩn bị và tập luyện rất kỹ càng. Mình biết là Quang Nho, Văn Toản ở Việt Anh này không phải những tay gà ở trong cái tựa game Before Light 4. Và đặc biệt là cái mùa thẻ mới Việt Nam Future Generation và đặc biệt là thẻ cộng 10 nữa hỗ trợ rất nhiều dành cho mấy anh em bên đấy. Đá rất ghê, rất căng. Nên tôi nghĩ là ngày hôm nay là lúc đầu thì mình sẽ nghĩ là sẽ trận đấu theo kiểu là sân khấu điện ảnh một tí, múa may diễn viên một tí, mà anh em đá căng quá, chắc là phải hết sức rồi, hết sức hết mình ở trận đấu này thôi. Vẫn là đá VFC đúng không ạ? Đằng sau còn có cả Doraemon đây kìa. Doraemon Suka Chan đang đọc sách luôn. Còn Bùa Hoàng Việt Anh thì sao? Trong cái tập 2 em đã thi đấu cũng rất hay với những tình huống kiến tạo và kẻ những tình huống cản phá nữa, thì em đánh giá nào về ông Hoàng Khôi Mèo? Chắc là em không phải đánh giá đâu, mà tất cả mọi người đánh giá anh ấy là một người chơi rất là hay rồi, cho nên là em thi đấu sẽ là học hỏi anh ấy thôi. Vâng, thi đấu với tinh thần học hỏi là rất dễ ăn huy chương anh ạ. Cái người mà thường là phát biểu rất là trầm trước trận đấu thì lại thường là có nụ cười và sau trận. Đấy. Và chúng ta sẽ ngay lập tức đến với trận đấu này thôi, một trận đấu mở màn vào ngày thi đấu thứ 3. Xin mời. Vâng, chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với kèo đấu đầu tiên giữa biên tập viên Lê Khôi và trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Đây là đội hình của biên tập viên Lê Khôi đến từ team Refund với thủ môn Đặng Văn Lâm. Cặp trung vệ là Hải Quế, Vũ Như Thành. Và văn hậu cánh trái, cánh phải là Văn Thanh, ở giữa là Hùng Dũng, Xuân Trường. Như vậy đá cao nhất sẽ là tiền đạo huyền thoại bóng đá Việt Nam Lê Huỳnh Đức, Quang Hải, Hồng Sơn và Văn Toàn là những người sẽ hỗ trợ cho tiền đạo của chúng ta. Bây giờ sẽ là team của Việt Anh cùng anh Bình Bè thưa quý vị. Việt Anh thì chắc chắn là sẽ ra sân với mức thẻ cộng 10 rồi. Tuy nhiên thì đội hình có thể sẽ khác. Đội hình mà trong tập 2 chúng ta được xem đấy là đội hình của Quang Nho. Chúng ta cùng chờ xem Việt Anh sẽ sử dụng 11 cầu thủ của mình như thế nào. Lê Khôi thì đá 4-2-3-1 rất cơ bản. Là một người chơi nghiên cứu về mặt chiến thuật rất tốt. Trong đội hình của Việt Anh thì chúng tôi nhận thấy là có Trọng Hoàng và Phan Tuấn Tài. Đấy là những sự khác biệt so với đội hình trước đó. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu rồi. Việt Anh quyết định giấu đội hình luôn, không cho anh em xem luôn để củng cố chiến thắng của mình. Và đây sẽ là màn giao bóng đến từ Việt Anh, Quang Hải. Lê Khôi tổ chức với một sơ đồ hàng phòng ngự thấp, chỉ cắm có một mình huyền thoại Vinh Đức ở phía trên. Người cầu thủ của anh đang ở phần sân nhà. Đó thì Việt Anh cũng lên bóng từ từ với những pha đan bóng nhẹ nhàng, chuyền an toàn thôi. Nên nhớ là bên phía Việt Anh mà cứ gặp một tình huống mà thẻ vàng là sẽ bị tính vào bàn thua, cho nên là hãy hạn chế phạm lỗi. Văn Toàn, Quang Hải có cơ hội để ZD không? Vẫn phải tìm một cái cơ hội nào rõ ràng hơn. Nhưng Mạnh Dũng chuyển về rất chắc chịu. Một người khác cũng tên Dũng, Quang Hải. Vậy sử dụng Phan Tuấn Tài thì khả năng tạt bóng của bên phía Việt Anh sẽ được gia tăng đáng kể. Một hậu vệ có khả năng tạt tốt, nhất là cộng 10. Bên trong Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu rất là ok là. Đây là Trọng Hoàng, vệ rất khỏe. Hoàng Đức là người được sử dụng ở tuyến tiền vệ trung tâm cùng với Đỗ Hùng Dũng. Đây cũng là cặp tiền vệ trung tâm số 1 hiện tại của tuyển Việt Nam. Quang Hải, đường chuyền của Quang Hải đánh đầu. Đó là Văn Toàn, bóng chưa kịp đến đầu của người đồng đội. Và bây giờ sẽ là câu trả lời của Mohamed Lê Khôi. Quang Hải trong tay của Lê Khôi. Vâng, đang múa rồi, bắt đầu rồi. Ông Sơn kịp không? Vẫn là rất khó để vượt qua được Bùi Hoàng Việt Anh cùng hậu vệ bên phía VFG. Việt Anh thì là dùng Việt Anh rồi, nhưng mà tôi thấy là Việt Anh không dùng Quang Nho. Anh em có cái vấn đề gì không? Sau cái buổi 3v3 hôm bữa nọ thì không biết là anh em có vấn đề gì không? Chưa thấy dùng Quang Nho hoặc là con bài giấu ở hiệp 2. Vâng, cầu thủ khỏe và vào sau để chạy tới cùng. Ăn Tuấn Tài. Đây là Quang Hải, không thành công. Tiếp tục là Tuấn Tài. Nhưng Mạnh Dũng đang giạt biên rồi. Đấy, bên trong là Quang Hải sẽ rất khó cho bóng bổng nếu như chúng ta không đẩy Mạnh Dũng vào bên trong. Tiếp tục là Nhâm Mạnh Dũng. Nhưng mà anh Bình có thể thấy rằng kỹ năng cầm bóng của Việt Anh này rất tốt đúng không ạ? Vâng, và rất khó chịu. Đặc biệt là cái việc mà Việt Anh hiểu về bóng đá, thi đấu rất nhiều trận đấu rồi. Thì khi mà gặp một đội hình thấp như của Lê Khôi thì anh kéo dài ra, cầm bóng và hoàn toàn có thể tận dụng những đường chuyền về để kéo ra làm đối phương. Bắt buộc Lê Khôi phải dâng bóng lên, và đây là Hồng Sơn, cơ hội đầu tiên dành cho Lê Khôi. Mất rồi. Nhưng vừa rồi thì Lê Khôi đã hơi chắc chịu.
Hồi hơi nắn nót, vẫn chờ một hình như là một quả thẻ này phải. Hồng Sơn. Đấy rồi, Huỳnh Đức. Tiếp tục là Hồng Sơn. Vẫn là cao thủ bên phía team của Lê Khôi. Đây rồi, Đoàn Văn Hậu đã có bàn thắng. Rất bất ngờ khi Văn Hậu trong lần đầu tiên được vào cấm đã mang về bàn thắng dành cho Lê Khôi. Vâng, Bùi Hoàng Việt Anh cho chúng tôi cũng hơi giật mình khi mà người đồng đội của mình ở câu lạc bộ Hà Nội này, Văn Hậu, xuất hiện rất bất ngờ. Văn Hậu cộng 8. Rất nhanh, rút rất căng. Trong tình vừa rồi đã hoán đổi vị trí với Quang Hải. Quang Hải là về đá hậu vệ. Văn Hậu lại lên đá hậu công. Hải Hậu đúng không? Văn Hậu ghi bàn. Muốn hoán đổi vị trí tạo ra rất nhiều sự bất ngờ. Và bất ngờ đã đến với bàn thắng dành cho Lê Khôi. Không cầm bóng nhiều trong hiệp 1, nhưng lại là người có bàn thắng trước. Đỗ Hùng Dũng. Bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi câu hỏi, câu trả lời, chính xác là câu trả lời từ Bùi Hoàng Việt Anh. Quang Hải, Lê Khôi có bóng. Đỗ Hùng Dũng. Đúng rồi, Quang Hải đã chạy hơi nhanh và việt vị Hoàng Đức. Đấy rồi, thoáng rồi, Văn Toàn. Văn Toàn cộng 10, Văn Toàn và Quế Hậu Hải. Rất hay, vẫn là Văn Toàn. Đây rồi, Nhâm Mạnh Dũng. Không vào. Và phối hợp là rất hay rồi, rất có nét rồi. Tình huống vừa rồi thì Văn Lâm đã rất xuất sắc. Ta xem lại cú dứt điểm bằng chân trái của Nhâm Mạnh Dũng. Rất căng. Dứt điểm bằng chân thuận của Mạnh Dũng rồi. Và tình huống vừa rồi là một tình huống set up tấn công rất tốt của Việt Anh. Và phải nói là pha kiến tạo rồi đã loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của Lê Khôi. Nhưng vẫn còn đó là Văn Lâm. Và Văn Lâm là người chiến thắng trong pha bóng đó. Tiếp tục là Quang Hải. Tìm một cơ hội để tạt bóng. Ở đây rồi, ui, bóng không tới được đầu của Văn Toàn. Hơi đáng tiếc một chút, nó lại là Văn Toàn trong tay Lê Khôi. Sơn, Sơn Trường, chúng ta chờ đợi xem Lê Khôi liệu có một bàn thắng bằng vô lê hay không. Đúng không Dũng? Vâng, đã đốn rồi, nhưng mà rồi người đốn là bên phía Lê Khôi. Hoàng Việt Anh, Phan Tuấn Tài, Phan Văn Đức. Vâng, những anh em họ Phan đều ở bên cánh trái hết. Phan Văn Đức, Nguyễn Hoàng Đức. Những giây cuối cùng của hiệp 1. Nhâm Mạnh Dũng lần hoạt động cực kỳ rộng. Quế Hải hóa giải luôn. Trọng Hoàng. Như vậy là hiệp 1 đã khép lại với tạm thời lợi thế thuộc về Lê Khôi. 1-0. Bàn thắng của Văn Hậu lại là một người đồng hương với cả Việt Anh. Thái Bình. Trong hiệp 1 thì Lê Khôi chỉ cầm bóng có 27% thôi. Nhưng mà trong một pha lên bóng bất ngờ thì Lê Khôi có được bàn thắng. Tôi nghĩ rằng là có khi là nên cho Mạnh Dũng đá ở chỗ Văn Toàn, sau đấy đẩy Việt Anh lên đá cắm. Đúng là một phương án. Lối chơi tạt cánh đánh đầu của Việt Anh khá là sáng nước, với bên cánh trái là bao gồm cả Quang Hải rồi cả Tuấn Tài nữa, đều là những người tạt rất hay. Biết đâu đấy cho Việt Anh lên đá cắm, tôi nghĩ phát huy hay bản. Đấy. Có khi ghi bàn. À, Lê Khôi đang điều chỉnh một chút. Im cầu thủ nào múa dẻo cho vào. Như kiểu. Đấy, mặt cắm đấy. Ấy da. Như thấy bảo vợ vừa nhắn xuống ăn cơm, bây giờ chưa phải giờ ăn cơm. Giờ này giờ chỉ đầu tiếp. Mời quay trở lại trận đấu. Vâng, như vậy là đã sự góp mặt, sự thay đổi người của cả hai bên rồi. Lê Công Vinh, tiền đạo bên phía của VFG đã được Hoàng Việt Anh sử dụng. Vinh thì chạy rất nhanh, thường xuyên có những pha chạy chỗ, bắt xuống và đón những đường chọc khe. Đó thì cũng biết là bên Lê Khôi thì vẫn là Huỳnh Đức, hình như là chưa thay người. Văn Hậu mất bóng rồi. Hoàng Đức có thể hình rất tốt. Văn Toàn một mình một ngựa, bên trong là Công Vinh. Vâng, vừa rồi thì bóng đã vượt qua lọt hết, lọt cả gôn và lọt cả tiền đạo đúng không anh? Pha tạt bóng vừa rồi của Văn Toàn là một pha cũng khá hách đấy. Bóng vẫn thuộc về Lê Khôi trong pha lấy bóng này. Nhịp nhàng rồi. Trái với hiệp 1 cầm bóng rất ít thì hiệp 2 Lê Khôi cũng cố gắng để được cầm bóng nhiều hơn. Là Văn Thanh. Nhưng mà tôi thấy là hậu vệ của bên Lê Khôi là rất hay, kiểu dâng lên kiểu rất cao nha. Đá solo. Hồng Sơn. Tấn công. Hùng Dũng. Đây là Xuân Trường. Quảng Hải. Chưa phải cú dứt điểm ngay. Huỳnh Đức. Vâng. Đây rồi, Hồng Sơn 2-0 rồi, dành cho Lê Khôi rồi. Vâng, một tình huống ăn mừng theo kiểu treo thuyền. Vâng, chắc là chuẩn bị đi du lịch biển. À, ấy ra, một nụ hôn dành cho người vợ yêu quý của mình. Đây là một đàn ông mẫu mực anh ạ. Rất là ra hôn hôn ra nét. Cũng ghi bàn anh hôn nhẫn. Nhưng đây là chúa mép, em của chúa nhẫn. Chúa mép đến từ hàng đậu và tỷ số đang là 2-0. Ừ,
vừa rồi là một tình huống xoay sở tốt của Huỳnh Đức ở trong khu vực cấm địa trước khi tung ra đường truyền cho người đội mình lập công. Hai bàn thắng đến thời điểm này của Lê Khôi đều là những bàn thắng rất sắc nét. Những bàn thắng của Lê Khôi diễn ra cũng khá loằng ngoằng, tức là anh ấy từ cánh phải ra cánh trái rồi anh ấy đan lên hai vòng nữa rồi mới sút. Đấy rồi, quay lại, đã có câu trả lời, tuy nhiên có vẻ như đã việt vị rồi. Một tí nữa thôi. Thì anh quan sát rất nhanh, nhìn anh khe rất nhanh. Có lẽ là trong cái tình huống vừa rồi thì cái đầu nhảy số của Việt Anh là nhanh hơn so với cái tay, bởi vì cũng không đá phi vào lại bốn quá nhiều. Mình thì nghĩ được nhưng mà bấm nó hơi chậm. Còn với Lê Khôi thì anh đang thi triển cái lối đá mà nó không nằm ở cái sách giáo khoa bóng đá đâu cả. Thành ra là Việt Anh cũng khó mà bắt bài. Đấy rồi. Rất nguy hiểm. Và lần này thì thủ môn Văn Toản đã làm tốt. Việt Anh rất bình tĩnh. Cái bắt tay ngay với anh em ở hàng thủ. Rồi thì Sơn Công Chúa là người đã có cú lao vào. Dứt điểm thì hơi đơn giản. Quang Hải. Tiếp tục là Quang Hải. Vâng, bây giờ thì bắt đầu đến giờ múa rồi. Bắt đều đến giờ múa của chú mép rồi. Đang câu thẻ hay sao? Đang câu. Hơi khó với một người điềm tĩnh như Việt Anh. Huỳnh Đức, Hồng Sơn. Cầu thủ chạy gọi là hơi quá rồi. Quá tốc độ trên đường cao tốc luôn. Định vô lê. Vô lê kiếm 2 điểm. Định vô lê. Hồng Sơn. Ném bóng lên, không thành công. Tiếp tục là Hồng Sơn. Bây giờ thì là Hùng Dũng, Huỳnh Đức, Văn Toàn, bây giờ là Quang Hải gấp và có vô lê không? Không vào! Và rất cố gắng. Hồi là rất chai hát với cái màn gọi là đi trên đường hàng không. Cười rất tươi nữa. Nói là anh Khôi là một người thi đấu với một cái bộ kỹ năng hơi dị. Thế là anh đá chéo tay, quẩy skill, anh múa. Không biết có cần phải đổi nút để thi triển nó dễ hơn không, nhưng mà bộ combo skill của anh là cũng đáng gờm đấy. Anh Khôi đá rất là basic thôi, bà phím như nào thì đá như thế anh ạ. Tuy nhiên thì anh Khôi bây giờ đang tập trung vào cái mảng hàng không. Đấy, để vô lê kiếm thêm 2 điểm nữa. Bây giờ thì Lương Xuân Trường, 81 thôi, vẫn còn đủ thời gian để Việt Anh có thể tạo ra bất ngờ. Hồng Sơn. Đấy rồi, Lương Xuân Trường rất bình tĩnh, Huỳnh Đức. Việt Anh đang rất cố gắng đẩy đối thủ ra ngoài vòng cấm. Đây là một cái phương án phòng ngự khôn ngoan. Để dù đối thủ có thể ghi bàn thì cũng không được tính. Hùng Dũng. Lương Xuân Trường không thành công, không gắp được đâu anh ơi. LK Airlines, vâng, hãng hàng không đến từ hàng đậu. Quang Hải, bây giờ sẽ là cơ hội dành cho Bùi Hoàng Việt Anh. Rất nhiều các cầu thủ lên tham gia tấn công. Có vẻ như mục đích của Việt Anh là chọc khe dành cho cầu thủ ở cánh như vậy. Hồng Sơn. Xuân Trường. Mình có Lê Khôi đi. Rất nhiều cái sự xuất hiện không đúng vị trí nhưng mà nó lại mang đến rất nhiều bất ngờ. Bằng chứng là Lê Khôi đã có được 2 bàn thắng. Với đó thì Việt Anh mặc dù rất nỗ lực, bây giờ sẽ là cơ hội cuối cùng của trận đấu này và vẫn không thể có một pha dứt điểm dành cho Việt Anh. Như bóng cuối. Đây mới là bóng cuối này. Đây rồi. Trọng Hoa cơ hội. Vẫn còn cơ hội dành cho Lê Khôi. Dứt điểm. Đã có thắng dành cho Việt Anh. Một tình huống mà Lê Khôi đã hơi bị bánh trôi. Sự là cá trôi, quả đấy cá trôi quá. Anh Khôi thì cũng giống tôi, cũng tưởng hết giờ rồi. Sau đấy thì bàng hoàng nhìn lại thì đối phương quẩy ác quá. Sau rồi là pha xử lý rất hay và mượt mà đến từ đối Việt Anh. Tình huống skill của Trọng Hoàng là tình huống mà tôi nghĩ là không dễ hết. Điều là với Việt Anh thì có lẽ là thời gian trải nghiệm trong 2 ngày vừa rồi nó cũng chưa được nhiều lắm. Có một chút gì đấy nó hơi chậm tay. Chưa mang lại được, có một vài đường truyền của Việt Anh là chưa như ý. Chúng ta có thể thấy được điều đó. Và chiến thắng sau cùng vẫn thuộc về anh Mohamed Lê Khôi. Và cái sự thay đổi người của Việt Anh đã mang lại cái tác dụng. Công Vinh là người đã được thay ở hiệp 2, nhưng mà anh lại chưa thể có thêm thời gian để ghi thêm một bàn thắng nữa. Quân bình tỷ số và bây giờ thì sẽ là những tình huống highlight của trận đấu này. Chúng ta cùng nhìn lại những diễn biến của trận đấu này. Lê Khôi là người đã gọi là gai nướng trong suốt cả một hiệp 1. Anh chỉ cần bóng có 27% thôi. Tuy nhiên thì pha dứt điểm chính xác của Đoàn Văn Hậu ở phút thứ 31 đã mang về lợi thế trước khi hiệp 1 kết thúc. Sang đến hiệp 2, mặc dù phía của Việt Anh cũng rất cố gắng, nhưng mà Lê Khôi lại tiếp tục là người có thêm bàn thắng. Và bàn thắng cuối cùng đến ở phút bù giờ của Việt Anh là hơi muộn màng. Ta cùng nhìn lại dứt điểm của Sơn, và sau đó là tình huống đưa được bóng vào lưới của Quang Hải. Trong những hiệp định không được công nhận của Việt Anh, đó là Việt Anh cũng là người chơi có
có một cái game sense rất là tốt, nhìn ra cái cơ hội tốt. Mà về bộ kỹ năng thì sẽ là bỏ phí một hơi lâu. Tôi nghĩ là trong những cái thời gian tiếp theo chẳng hạn như là lần đầu tiên anh thì tốt hơn. Nếu mà lần sau gặp lại thì chắc là Lê Khôi không thắng được đâu. Cũng đơn giản đâu ạ. Lê Khôi sau đó cũng đã rất cố gắng. Nhưng tình huống này thì một bánh trôi trai tự hành động và cuối cùng là có bàn thắng cho Chu Tuấn Bình 90+2, mang về một bàn thắng dành cho Bùi Hoàng Việt Anh. Và bây giờ thưa quý vị, chúng tôi sẽ gửi tặng mọi người gift code của chương trình ngay bên trước màn hình thôi, và đừng quên kêu gọi bạn bè của mình vào theo dõi chương trình để có thật nhiều người nhận những phần quà giá trị của FIFA Live Bùi. Chiến thắng vừa rồi cũng đồng nghĩa với việc là 3.000 FC đã chảy vào túi của Lê Khôi. Rồi, đã chảy rồi.